Người đã quay trở lại với kênh video phụ tùng phụ kiện của điện máy Bình Sơn. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu mọi người một sản phẩm, đó là bộ piston dành cho những dòng cắt cỏ cực kỳ phổ thông trên thị trường hiện nay. Đó là dòng cắt cỏ Husqvarna 143 541 này. Nope. Hoặc là những cái dòng máy cắt cỏ có dáng 541 nhá. Ví dụ như là Cavi 541 này, Cavi 143 này. Hoặc là Zinwatt 541 này. Và rất nhiều những cái dòng cắt cỏ cùng kiểu dáng nhưng mà tên khác nhau nữa. Và tiếp theo nữa là bộ piston dành cho máy cắt cỏ ít phổ thông hơn, đó là dòng Hu 236, hoặc là giờ nó đã đổi tên thành Husqvarna 531 rồi đấy ạ. Và bộ piston này có thương hiệu là IP mọi người nhá. Và như mọi người cũng biết thì quả piston nó là gần như là một trái tim của động cơ, là một bộ phận vô cùng quan trọng. Và các nguyên nhân dẫn đến hỏng của piston thì cũng khá là nhiều những nguyên nhân khác nhau. Trong quá trình các bạn sử dụng mà các bạn không để ý đến thường xuyên vệ sinh cũng như là thay lọc gió ấy, thì sẽ dẫn đến tình trạng là đưa khí vào buồng đốt nó không được sạch ấy, thì cũng sẽ dẫn đến tình trạng là gây ra xước hơi và xước quả. Hoặc là nguyên nhân chủ quan hơn ấy, là các bạn khi các bạn sử dụng ấy, và với một số người mới thì thường là sẽ không biết cách pha nhớt, pha không đúng tỷ lệ. Đúng, hoặc là dùng nhớt kém. Điều đó thì sẽ gây đến tình trạng như là không đủ độ bôi trơn chẳng hạn. Nó sẽ dẫn đến không những hỏng hơi hỏng quả đâu, mà sẽ dẫn đến hỏng rất nhiều những chi tiết khác ở bên trong máy nữa. Chính vì thế khi sử dụng máy thì chúng ta hết sức chú ý vấn đề về pha nhớt. Rồi để thay thế thì như cái dòng của hàng hãng như là Husqvarna ấy, thì bộ piston của nó thì giá thành khá là cao. Và họ bên hãng họ bán ấy, họ sẽ bán rời từng chi tiết một, từng chi tiết như là xec măng bán rời này, ắc phe bán rời này, rất là lằng nhằng và giá thành lại cao nữa. Còn để mà so với lại những cái quả piston của những cái dòng máy dáng 541 thì quả piston của hiệu IP này thậm chí chất lượng còn nhỉnh hơn. Tại sao mình khẳng định như thế? Tại vì là như mọi người cũng biết, bên mình nó có dòng máy cắt cỏ Zinwatt 541 đấy ạ. Một dòng máy mà bên mình cực kỳ là tâm đắc, vì nó được sử dụng với lại, vì nó được trang bị bộ hơi vào quả piston là hiệu IP luôn. Và chất lượng thì như mọi người cũng biết rồi, đã được khẳng định chất lượng cực kỳ vượt trội so với những cái, so với những mặt bằng chung của những cái dòng máy cắt cỏ dáng 541 ở trên thị trường, và rất được nhiều bà con tin dùng. Rồi sau đây mình sẽ mở ra cho mọi người xem bên trong quả piston hiệu IP nó sẽ như thế nào. Về cơ bản thì cả hai nó sẽ có túi đựng xec măng rời này, và đi theo đó là trang bị hai xác măng mọi nhé, cả hai quả piston luôn. Trên tay mình đang cầm là quả piston nòng 40mm này, dành cho các mẫu dáng 541, 43 này. Sẽ có sẵn bi ắc cho mọi người. Đó. Nhìn qua thì mọi người cũng có thể thấy là chất lượng cực kỳ là tốt. Quả được gia công này cực kỳ là sáng này, được mạ chrome này, cực kỳ là chắc chắn và cứng cáp, chịu được tải ở vòng tua tối đa. Và trên quả piston thì nó cũng có hình mũi tên, ký hiệu cũng như là khi cho ký hiệu để cho mọi người lắp nó dễ dàng lắp hơn, là hướng cái mặt đỉnh này lên trên và hướng cái chiều mũi tên này về phía bô xả. Đây, ắc của mọi người đây, ắc là cực kỳ dày này. Lát mình sẽ quay chi tiết lại để cho mọi người có thể quan sát được rõ hơn. Còn hai cái phe cài thì sẽ được để ở túi đựng xe măng mọi người nhé. Đó, hết sức là đầy đủ một bộ piston. Và giá thành của nó thì tất nhiên rồi, cũng cực kỳ là hợp lý. Mọi người sẽ dễ tiếp cận hơn hàng hãng rất là nhiều. Mà chất lượng thì như thương hiệu IP thì mọi người cũng không quá là xa lạ gì nữa rồi. Bên mình giới thiệu khá là nhiều rồi. Chất lượng gần như là tiệm cận với hàng hãng. Mà giá thành thì hợp lý hơn rất nhiều.
cho mọi người có thêm sự lựa chọn. Còn đây là bộ piston nòng 36 ly này, dành cho máy Hu 236 này hoặc là 531. Cũng sẽ có một túi đựng xác măng và hai cái phe cài riêng này, cực kỳ là sáng. Sau đây mình sẽ quay chi tiết lại để cho các bạn có thể quan sát được rõ hơn cũng như là đánh giá được chất lượng của sản phẩm. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Phụ Tùng Phụ Kiện của Điện Máy Bình Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại.